Chào mừng anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Đầu tư Thịnh Vượng. Đây là kênh mình sẽ chia sẻ về kiến thức đầu tư tài chính, chứng khoán để giúp anh chị và các bạn có quá trình đầu tư hiệu quả hơn. Thế thì chủ đề của video ngày hôm nay của chúng ta sẽ là PVD là đại sóng hay chỉ là sóng ngắn? Bởi vì PVD là cổ phiếu thuộc nhóm ngành dầu khí, mà nhóm ngành dầu khí cũng là một trong những nhóm mà có kỳ vọng cao trên thị trường khi hiện tại giá dầu Brent của chúng ta đang neo ở mốc cao. Đến thời điểm hiện tại thì giá dầu Brent đã là 91.000 USD trên một thùng. Đó, cái giá dầu tăng cao thì do cái căng thẳng chính trị giữa Israel và Hamas, đó là cái yếu tố khiến giá dầu tăng cao. Thứ hai đó là nhóm dầu khí cũng được kỳ vọng một số dự án, ví dụ như dự án tỷ đô, đó là dự án Lobe Omon, thì kỳ vọng là sẽ có cái sự tác động tích cực lên nhóm cổ phiếu dầu khí. Thế thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh chị và các bạn thực trạng của các doanh nghiệp trong nhóm cổ phiếu dầu khí, cụ thể là PVD, những yếu tố tác động đến lợi nhuận của doanh nghiệp cũng như là những yếu tố tác động đến giá cổ phiếu trên thị trường để chúng ta có thể kết luận được là PVD là đại sóng hay chỉ là sóng ngắn. Đầu tiên đó là chúng ta sẽ đi qua về cơ cấu tài sản của PVD. Thế thì nhìn qua về cơ cấu tài sản của PVD thì có thể kết luận một điều, đó là tài chính của doanh nghiệp PVD tương đối tốt và an toàn. Mọi người có thể thấy đó là cơ cấu nguồn vốn của PVD chủ yếu đó là vốn chủ sở hữu. Khi vốn chủ sở hữu đó là 14.282 tỷ và nợ phải trả chỉ là 6.533 tỷ. Thế thì cơ cấu nguồn vốn của PVD chiếm tầm 67% là vốn chủ sở hữu, còn phần còn lại là nợ phải trả và lợi nhuận sau thuế giữ lại từ các kỳ trước. Do cái nợ phải trả của số đầu kỳ so với số cuối kỳ thì chúng ta có thể thấy là cái mức nợ này thì có sự giảm nhẹ. Thì chứng tỏ một điều đó là doanh nghiệp vay nợ không nhiều và doanh nghiệp không bị áp lực quá nặng về chi phí lãi vay. Đó thì đó là cái sự khác biệt rất lớn về những cái doanh nghiệp dầu khí khi mà so sánh với doanh nghiệp bất động sản hay doanh nghiệp xây dựng. Bởi vì là các doanh nghiệp còn lại thì vay nợ tương đối nhiều, nhưng mà những doanh nghiệp dầu khí thì lại có vốn chủ sở hữu tốt và chiếm cái tỷ trọng cao trong nguồn vốn, và doanh nghiệp vay nợ tương đối ít. Thứ hai đó là về các mảng kinh doanh của PVD thì mọi người nhìn vào mảng doanh thu của PVD thì sẽ được đóng góp chủ yếu bởi ba mảng. Đầu tiên đó là mảng bán hàng chỉ chiếm khoảng tầm 3%, mảng cho thuê giàn khoan thì chiếm tỷ trọng cao nhất là 71%, và cuối cùng đó là mảng dịch vụ kỹ thuật về giàn khoan thì chiếm 25%. Đó thì cái lợi nhuận của PVD, qua đó thì chúng ta thấy được là lợi nhuận của PVD thì nó sẽ phụ thuộc vào hoạt động kinh doanh giàn khoan, giá cho thuê giàn khoan cũng như là hợp đồng mà PVD đã ký với đối tác về giá cho thuê giàn khoan. Đây là cái bảng so sánh lợi nhuận của PVD và PVS so với giá giàn khoan. Thì mọi người nhìn vào lợi nhuận của PVD ấy, thì mọi người có thể thấy đó là lợi nhuận của doanh nghiệp có tính chu kỳ và tăng trưởng không ổn định qua các năm. Có nghĩa là sẽ có những năm nó tăng trưởng dương mạnh và có những năm thì nó lại tăng trưởng âm. Đó, thế thì cái yếu tố mà dẫn đến cái sự tăng trưởng không ổn định của doanh nghiệp này thì một phần nó phụ thuộc vào giá cho thuê giàn khoan. Cái bảng bên dưới đó là giá cho thuê giàn khoan trên thế giới, thì mọi người nhìn vào cái giá cho thuê giàn khoan thì mọi người có thể thấy đó là nó cũng tăng trưởng không đồng đều qua các năm, vì giá cho thuê giàn khoan này nó không cố định mà nó cũng sẽ thay đổi theo từng tháng và từng quý trong năm. Do đó thì mọi người thấy là cái lợi nhuận của doanh nghiệp ấy nó sẽ bị tác động và chi phối rất nhiều bởi cái giá cho thuê giàn khoan này. Đó, mà cái giá cho thuê giàn khoan này ấy, thì nó lại sẽ bị tác động bởi giá dầu trên thế giới. Đó, nếu như giá dầu tăng cao và đạt được sự ổn định ấy, thì các công ty dầu khí sẽ liên tục khoan và khai thác dầu, từ đó thì gia tăng cái nhu cầu sử dụng giàn khoan, dẫn đến cái việc là đơn giá cho thuê giàn khoan cũng như là cái giá thuê giàn khoan trên thế giới ấy, cũng tăng theo. Vậy nên để mà chúng ta có thể đánh giá được doanh thu và lợi nhuận của PVD ấy, thì chúng ta sẽ nhìn chủ yếu vào giá của hợp đồng cho thuê giàn khoan đã ký. Ví dụ như ở cái giai đoạn quý 3 năm 2021 này, khi mà giá cho thuê giàn khoan nó tăng trưởng thấp, nó xuống đáy ấy, thì chúng ta cũng thấy là cái sự sụt giảm của doanh nghiệp trong cái doanh thu và lợi nhuận. Hay thậm chí là đến giữa quý 2 giá cho thuê giàn khoan có sự sụt giảm, chỉ cần sụt giảm giá cho thuê giàn khoan sụt giảm nhẹ thôi, nhưng chúng ta cũng thấy cái sự sụt giảm tương đối đáng kể trong lợi nhuận của PVD và PVS. Đó, và chỉ cần giá cho thuê giàn khoan phục hồi vào cuối năm 2022 thì lợi nhuận của PVD thì cũng tăng trưởng theo. Do đó thì cái yếu tố mà giá cho thuê giàn khoan trên thế giới là một trong những cái yếu tố nó tác động trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận của PVD.
Đây là giá cho thuê giàn khoan của PVD gần đây. Thế thì trong 5 tháng đầu năm, PVD ấy, thì nó sẽ ký giàn khoan theo hợp đồng trung hạn và dài hạn. Có nghĩa là ví dụ như là ký 5 tháng hoặc là ký 10 hay là 1 năm 1. Ví dụ như trong tháng 5 năm nay, 5 tháng đầu năm nay thì cái giá cho thuê giàn khoan trung bình ấy là 70 USD trên ngày, 70.000 USD trên ngày. Còn một số hợp đồng mới ký thì nó lại tăng lên 100.000 USD. Đó, thì cái hợp đồng mới ấy, ví dụ thời gian ngắn thì nó sẽ là 100.000 USD, nhưng mà những cái hợp đồng dài hạn thì nó vẫn giữ ở mức 60 đến 65.000 USD thôi. Tức là càng thuê dài hạn thì cái mức giá cho thuê nó sẽ càng thấp, còn thuê ngắn hạn thì mức giá cho thuê nó sẽ càng cao. Đó, thế thì chúng ta nhìn vào cái hoạt động cho thuê thì chúng ta thấy là trong trung và dài hạn ấy, thì cái tăng trưởng lợi nhuận của PVD nó sẽ tương đối là tăng trưởng ổn định thôi, chứ nó không đột phá được, bởi vì là cái giá cho thuê trung và dài hạn nó ở mức trung bình. Nó mà bây giờ chúng ta đánh giá là chúng ta sẽ đánh giá vào những hợp đồng mới ký của PVD xem nó có sự tăng trưởng vượt bậc hay không. Đó, thế thì ngoài cái việc đó là giá cho thuê giàn khoan gần đây có cái mức tăng trưởng tương đối cao này, và có một số dự án ví dụ như là dự án bán lô B hay là dự án Kình Ngư Trắng thì cũng sẽ ảnh hưởng tích cực đến PVD. Đây là cái dự án lô B Ô Môn, thì cái dự án này thì có quyết định đầu tư cuối cùng trong quý 3 năm 2022 rồi. Tuy nhiên thì đến nay ấy cái mức hưởng lợi của các doanh nghiệp dầu khí ấy, thì cũng chưa đáng kể. Đó, thế thì cái việc mà lô B Ô Môn đi vào hoạt động ấy mà PVD nắm 42% cổ phần thì ước tính là PVD sẽ thu về khoảng 2 tỷ USD trong giai đoạn là từ 2022 cho đến là năm 2047, vị trí là hơn 25 năm. Thì thật ra là những thông tin tích cực về dự án lô B này thì đã tung ra rất nhiều trên báo đài này cũng như là media này, nhưng mình thấy là cái giá cổ phiếu của PVD trên thị trường ấy nó sẽ không bị tác động nhiều bởi những thông tin này. Nó chỉ ví dụ những thông tin này ra ấy, thì có thể là cổ phiếu nó sẽ hưng phấn trong thời gian ngắn, trong vài phiên thôi, nhưng xét về cái xu hướng trung hạn của giá cổ phiếu PVD ấy, thì nó mình thấy là nó sẽ bị phụ thuộc và tác động nhiều bởi cổ phiếu dầu khí, bởi giá dầu trên thế giới. Đây là so sánh giữa giá dầu trên thế giới với vận động cổ phiếu dầu khí. Đó, bên trên là giá dầu và bên dưới là vận động giá cổ phiếu dầu khí. Mọi người có thể thấy là cái vận động, cái xu hướng trong trung và dài hạn của nhóm cổ phiếu dầu khí ấy, nó bị tác động rất nhiều bởi giá dầu, mặc dù là doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp ấy nó không bị tác động bởi giá dầu nhiều đâu, mà nó tác động bởi cái giá cho thuê giàn khoan ấy, nhưng mà giá cổ phiếu thì lại tác động trực tiếp và ngắn hạn ảnh hưởng bởi giá dầu. Ví dụ như trong cái giai đoạn 2018 giá dầu có lên đỉnh thì có đạt đỉnh thì một số cổ phiếu dầu khí này thì cũng tăng trưởng theo, mặc dù là cái thời gian tăng của giá dầu ấy thì nó kéo dài hơn, nhưng mà giá cổ phiếu ấy thì nó chỉ tăng ngắn thôi. Ví dụ như giá dầu nó tăng trong khoảng tầm từ 2 tháng thì giá cổ phiếu của chúng ta chỉ tăng trong vòng tầm 2 tuần thôi. Do đó thì cái việc đầu cơ giá cổ phiếu dầu khí ấy thì mọi người cũng sẽ xác định là sẽ đánh ngắn theo cái giá dầu thôi. Đó, thứ hai, ví dụ như cái giai đoạn này là giá dầu về đáy này, cái giai đoạn cuối năm 2020 giá dầu về đáy này thì giá cổ phiếu dầu khí cũng về đáy theo, và đến giai đoạn đỉnh cao của giá dầu đó là giai đoạn giữa năm 2022 khi mà giá dầu đạt đỉnh thì nhóm cổ phiếu dầu khí thì cũng đã đạt đỉnh theo. Nhưng mọi người sẽ để ý một chút về vận động cái giai đoạn này nhé. Tức là sao? Tức là giá dầu nó sẽ đi lên tương đối là thẳng, có nghĩa là nó đi lên thẳng, nó sẽ không điều chỉnh nhiều đâu. Nhưng giá cổ phiếu dầu khí này, mọi người thấy này, đi lên này, xong nó lại điều chỉnh này, đi lên này, lại điều chỉnh, đi lên, điều chỉnh, đi lên, điều chỉnh, đi lên, điều chỉnh. Đó, và đến cái lúc mà giá dầu tạo đỉnh ấy thì giá cổ phiếu dầu khí ấy nó cũng chỉ có cái mức tăng, phải nói là tăng chỉ bằng một nửa so với giá dầu thôi. Ví dụ như giá dầu nó tăng khoảng tầm 10% thì giá cổ phiếu từ cái vùng nền này lên đỉnh thì nó cũng chỉ tầm 5% thôi. Tức là sao? Tức là giá cổ phiếu dầu khí nó phụ thuộc vào giá dầu, nhưng mà nó vận động sẽ chậm hơn so với giá dầu, và cái mức độ tăng thì nó sẽ ít hơn so với giá dầu, và cái quá trình đi lên của nó không thẳng như quá trình đi lên của dầu khí, mà nó sẽ vừa đi lên vừa điều chỉnh. Ví dụ như đi lên một chút lại chỉnh, đi lên lại chỉnh, đi lên lại chỉnh, đi lên lại chỉnh. Do đó ấy, thì khi mà chúng ta đầu tư những cổ phiếu dầu khí ấy, thì mọi người hạn chế là FOMO
mua giá cao, mà mọi người nên đợi chỉnh thì mua nó sẽ có giá tốt hơn, bởi vì cái tính chất của nhóm cổ phiếu này trên thị trường chứng khoán Việt Nam nó là thế. Chúng ta cần phải tôn trọng cái cách đánh của cổ phiếu, đó là nó vừa lên vừa điều chỉnh. Chúng ta khi mà chúng ta nhận ra được cái vận động về cái quy luật của cổ phiếu, quy luật vận động của cổ phiếu ấy, thì chúng ta sẽ mua được ở những cái vùng điều chỉnh cũng như là cái vùng mà cổ phiếu chiết khấu, do đó chúng ta mới có lợi nhuận cao. Còn nếu như chúng ta chỉ nhìn vào giá dầu thôi, ví dụ như ở cái giai đoạn đỉnh này nhá, là giá dầu lên cao nhá, mà giá cổ phiếu dầu khí nó chỉ có nó mới tăng nhẹ thôi, mà mọi người lại đu vào theo như cái giá dầu này, thì có phải là mọi người đu đỉnh không? Đó, thế nên là anh chị đầu tư cổ phiếu dầu khí ấy, thì mọi người sẽ kết hợp cả về thông tin về giá dầu cũng như là vận động của cổ phiếu, vận động kỹ thuật của cổ phiếu, mọi người sẽ đánh theo kỹ thuật là chính, thì nó sẽ an toàn hơn là mọi người chỉ nhìn giá dầu thôi. Đó, thế thì giá dầu nó cũng là một trong những cái yếu tố mà quyết định cái xu hướng của cổ phiếu dầu khí. Thế nên anh chị đầu tư thì anh chị cũng nên tham khảo nhiều về giá dầu. Khi tham khảo giá dầu cộng thêm kết hợp phân tích kỹ thuật thì chắc chắn là mọi người đánh cái cổ phiếu dầu khí này cũng sẽ có lợi nhuận tương đối tốt. Đó, thế thì vậy là xu hướng của nhóm dầu khí là hiện tại là đang là đại sóng hay chỉ là sóng ngắn thôi, thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích. Đầu tiên nha, là mọi người sẽ nhìn vào cái xu hướng này, cái xu hướng trong trung hạn của nhóm cổ phiếu dầu khí này. Xu hướng trung hạn của nhóm cổ phiếu dầu khí này thì nó vẫn là xu hướng tăng. Đó, và một số cổ phiếu ví dụ như PVD thì nó đã về cái vùng đỉnh cũ này rồi này. Tức là sao? Tức là cái vận động của cổ phiếu nó khỏe hơn thị trường chung. Thị trường chung của chúng ta nhá, nó chỉ đang loanh quanh đáy thôi, nhưng mà giá cổ phiếu PVD nó đã về được vùng đỉnh cũ rồi. Đây mình sẽ so sánh cho anh chị và các bạn thấy này. Đây, thị trường chung của chúng ta đang quanh đáy thôi, còn cổ phiếu dầu khí thì nó đã về được cái vùng đỉnh cũ rồi, đỉnh vùng về được cái vùng đỉnh của năm 2022 rồi. Đó là cái vận động của cái cổ phiếu dầu khí này, thì vận động của cổ phiếu dầu khí vẫn là vận động khỏe hơn thị trường chung, và xu hướng của nhóm dầu khí ấy vẫn là nằm trong xu hướng tăng nhé. Đây, vận động này và vận động nằm trong xu hướng tăng trong trung hạn. Đó, như mình nói ấy, đó là cổ phiếu sao? Cổ phiếu vừa lên vừa điều chỉnh. Mọi người thấy này, nếu như mọi người mà đánh cổ phiếu dầu khí này, mọi người không hiểu được cái cách đánh của cổ phiếu ấy, mọi người cứ thấy xanh mọi người đu vào ấy, thì chắc chắn là mọi người không thể ăn được đâu. Ví dụ như cái giai đoạn này này, mọi người mua, mọi người nắm giữ cả 3 tháng đi, nhưng mà không có lãi, đến lúc thị trường sập một phát, cổ phiếu sập lại phải cắt lỗ khoảng tầm 7% chẳng hạn như thế, thì có phải là mọi người không ăn được đúng không? Thế nên đánh cổ phiếu dầu khí ấy thì an toàn nhất là nên đợi điều chỉnh khỏi nền khoảng tầm từ 5-7% mọi người mua vào, đảm bảo là mọi người sẽ có lợi nhuận được từ 7-15%. Đó, ví dụ như cái giai đoạn này này, nó cổ phiếu nó đi ngang nhá, nó tăng nóng, nó đi ngang, sau đó mọi người đu vào thì chắc chắn là sẽ không có lãi, mọi người nắm giữ cả 2 tháng, sau đó cuối cùng mọi người lại phải cắt lỗ khi mà cổ phiếu điều chỉnh. Đó, hoặc là cái giai đoạn này này, cổ phiếu cũng đi ngang này, sau đó lại điều chỉnh. Do đó kinh nghiệm khi mà đánh cổ phiếu dầu khí ấy, đó là trong một quá trình đi ngang của cổ phiếu ấy thì mọi người không nên đua vào, tức là khi cổ phiếu nó được kéo mạnh thì không nên đua vào, mà nên đợi cổ phiếu điều chỉnh rũ bỏ xong đấy, điều chỉnh này rũ bỏ xong thì mọi người mua vào thì sẽ có được cái lợi nhuận cao hơn. Đấy, cái giai đoạn này này, kinh nghiệm từ trong quá khứ đó là sao, tức là cổ phiếu mà nó đi ngang ấy thì đừng vội mua, nên đợi cổ phiếu đi ngang rũ bỏ. Khi mà cổ phiếu có cái tính chất rũ bỏ được nhà đầu cơ nhỏ lẻ ấy, thì cổ phiếu sẽ kéo rất là nhanh, đi ngang này rũ bỏ này, đấy, đi ngang rũ bỏ đó, mua những cái nhịp rũ bỏ như này này thì sẽ cổ phiếu sẽ rất khỏe. Trong những cái phiên sắp tới ấy, thì mình đánh giá là cổ phiếu dầu khí ấy, nó vừa mới vượt đỉnh này, đây này, cổ phiếu PVD vừa vượt đỉnh này. Đấy, cái này là cái vùng đỉnh cũ của nó này. Đấy, vừa vượt đỉnh thì chắc chắn với mọi người là cổ phiếu nó sẽ quay lại test đỉnh. Nó sẽ vận động đi ngang ở đây và nó quay lại test đỉnh. Thì mọi người muốn tham gia cổ phiếu PVD này ấy, thì mọi người chờ điểm mua thứ nhất là về quanh cái vùng giá 27, quanh vùng đỉnh này. Và điểm mua thứ hai đó là chờ cổ phiếu nó rũ về cái trend line quanh 26 này. Thì cái mốc quanh 26, 27 này mọi người mua đẹp. Còn nếu như mà cổ phiếu nó có kéo tăng một mạch ấy, thì mọi người bỏ qua, mọi người không mua nữa. Trừ khi cổ phiếu nó có điểm mua đẹp, nó về nó test đỉnh, nó đi ngang, nó có nhịp rũ bỏ, thì mọi người mua nó sẽ an toàn hơn rất nhiều. Và cái lợi nhuận mà cái cơ hội trên rủi ro ấy, thì nó cũng lớn. Đó là một số cái chia sẻ của mình về nhóm cổ phiếu dầu khí. Và chúng ta sẽ xem qua một số cổ phiếu khác trong ngành, ví dụ như PVS này. PVS thì cách đánh cũng tương tự như PVD,
Tức là sao? Tức là cổ phiếu cũng cân bằng sau đó rũ đi ngang rũ. Nếu như cái giai đoạn ở tháng 7, tháng 8 mà mọi người mua cổ phiếu dầu khí chắc chắn là không có lãi đâu, trong khi mọi người mua nhóm chứng khoán hay nhóm bất động sản thì lại có lãi. Do đó thì chúng ta sẽ cần linh hoạt giữa các nhóm ngành, chứ không chúng ta không ôm một nhóm ngành quá lâu. Khi mà chúng ta thấy cổ phiếu rũ và có sóng thì chúng ta mới vào, trước khi mà cổ phiếu đi ngang ấy, đi ngang nó khó bật từ nền ấy thì không nên vào. Đó, mua những phiên giảm mạnh, chú ý cho mình là mua những phiên giảm mạnh thì sẽ có ăn hơn là mua những cái phiên điều chỉnh đó, mua mua những phiên cổ phiếu kéo xanh. Và chú ý nhé là nếu như mua những phiên giảm mạnh ấy thì cũng phải có cái điều kiện đó là cổ phiếu giữ được trend. Còn nếu như cổ phiếu giảm mạnh mà gãy trend thì mọi người không mua nhé. Mọi người phải phải tuân thủ cái trend của cổ phiếu này. Tức là sao? Tức là cổ phiếu nó đi lên nhưng nó vẫn giữ được trend thì mới tham gia. Giữ được trend như này, ví dụ nó quay về đây nó test này. Về quét tay quay về nó test này, nó giữ được trend này, nó đi lên này thì mình mới tham gia. Còn nếu như cổ phiếu không giữ được trend thì không tham gia nữa. Đó là một trong những cái cách đánh đối với cổ phiếu dầu khí mà mình chia sẻ cho anh chị các bạn. Nếu anh chị và các bạn cảm thấy video này hay và hữu ích thì có thể ủng hộ mình một like và một subscribe kênh nhé, thì mình có thể ra được nhiều video hay hơn cho anh chị và các bạn có thể tham khảo.